Vâng, em này xin mến chào tất cả các bác đã trở lại với kênh YouTube của Chu Du Audio Bắc Giang. Thì trong buổi tối ngày hôm qua thì em có livestream lên sóng cho bác cái lô súp 40, súp hơi các bác nhá. Súp hơi đơn bát 40. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục để quay lại chi tiết cho các bác và nghe cho các bác nghe thử một đoạn nhạc khi mà có súp. Thì buổi tối thường thì em livestream nó cái video nó rất là dài. Đấy, cho nên là tránh cái trường hợp nó bị bản quyền, mà trong những video dài thì nó hay bị mất kênh, cho nên là bọn em sẽ làm một cái video ngắn như này và test trên một đoạn nhạc cho các bác nghe thử. Đấy, thì các bác có thể nghe nhạc trên những cái bản nhạc không lời, nhưng mà anh em nào đeo tai nghe sẽ nghe được cái tiếng súp của nó cực kỳ là sâu, cực kỳ là phê luôn, đúng không các bác? Các bác cứ đeo tai nghe vào, đeo tai nghe xịn vào nghe thẩm âm giúp em đi các bác nhé. Đấy, em đang bật quả súp này. Đây, em quay cho bác luôn thì quả súp em đang cắm đây. Đấy, không các bác lại bảo em cắm súp bên này. Đấy, không có các bác nhá, cắm đúng một quả này thôi, quả bên này là em không cắm súp này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy luôn này. Đấy, đánh đúng một quả thôi nhưng mà nghe rất là phê, đúng không các bác? Thì các bác nhìn vào cái quả súp này, các bác nhìn đã thấy nó ưng con mắt rồi. Đấy, form thùng rất nhỏ gọn xinh xắn, quả bát thì gọi là nhìn siêu gấu luôn, và các bác có thể nhìn thấy là cái độ đẹp của quả bát là còn rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, nên nó chỉ có vài cái đốm xước ở trên này thôi. Đấy, thế còn từ của nó gọi là nó không bị xỉn màu, không bị cái gì cả. Đấy, cái từ của nó không bị mất màu các bác. Nó nhìn nó còn sáng bóng, sáng soi gương được luôn đó các bác. Đấy, thì các bác có thể nhìn đây. Đấy, một quả bát gọi là siêu gấu là từ 220 cô 100 các bác nhá. Từ 220 cô 100 này các bác này. Đấy, con rất là to luôn. Đây, em quay trên ánh điện cho các bác xem luôn. Đấy, anh em nhìn là có thể nhìn thấy rồi. Đấy, keo cổ côn các thứ là còn rất đẹp các bác nhá. Nói chung là quả bát còn khá là đẹp luôn. Đấy, em quay nghiêng cho bác thì sẽ thấy là từ những cái bích từ bên dưới này nó còn rất là sáng này. Thứ hai là cái mã màng này rất là rõ nét này, nó chưa bị mờ này. Thì thường thì lâu ngày nó cũng sẽ bị mờ theo thời gian như cái này. Thì tuy nhiên là con này thì nó cũng còn rất là mới đẹp. Đây các bác có thể nhìn thấy một cái vài cái điểm gọi là sức nhẹ nhẹ này thì không thể tránh được. Thế còn về cơ bản thì quả bát là còn khá là đẹp luôn. Bát thùng vách các thứ cũng khá là đẹp đây. Những cái này thì có thể là do là bên kia anh em nó ấy, thì bọn em sau vệ sinh lại thì nói chung nó bị cái này bên trong thôi, không quan trọng. Nhiều điểm nó kiểu như là để phòng hát này, nước nó bắn một cái giọt nào đó vào thì sau này nó lên mốc. Đấy, nó kiểu như bia bọt các thứ anh em người ta để đấy. Ok chưa các bác? Đấy, thế còn cái quả súp này nó làm thiết kế cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, logo dập chìm ở trên thân. Đấy, logo dập chìm trên thân này. Hai bên là hai quai sách rất là đẹp. Đấy, căng của nó thì nó bo tròn theo mặt nha các bác nhá, căng bo tròn theo mặt và có cái rong kiểu như cái cao su non này ở đây để nó chống rung, mà căng thì nó có lớp chắn bụi cho nên là bên trong là còn khá sạch sẽ các bạn. Đấy, chính vì những cái quả súp mà nó có cái lớp chắn bụi bên ngoài này này thì bên trong quả bát thường nó sẽ sạch sẽ, nó sẽ rất là sạch sẽ, nó không bị bụi quá nhiều vào. Đấy, chỉ có bụi mịn nó chui được vào trong thôi, chứ còn những cái bụi to nó không vào được. Đấy, 4 lỗ thông hơi trước mặt các bác nhá. 4 lỗ thông hơi trước mặt. Đấy, cho nên là đánh súp mặt thì đánh chơi gia đình thì nó rất hợp lý. Đấy, bông tiêu âm này các bác này. Đấy. Mà con này thì các bác thể nhìn thấy là gân vải tẩm dầu và dầu của nó còn rất là mới, có nghĩa là cái dầu của nó còn dính. Đấy, dầu còn dính các bác nhá. Đấy, quá trình là sử dụng nó có cái mút chắn bụi cho nên là nó không bị bám những cái bụi to vào đây. Đấy, nó không bám những cái bụi to vào đây. Rất là sạch sẽ, bên trong rất là sạch sẽ. Đấy, thì các bác có thể nghe quả bát nó đánh, quả súp nó đánh rất là hay, đúng không các bác? Rất là uy lực. Và nghe tiếng bát rất là sâu, tròn. Đấy, em thử rồi cho các bác một đoạn nhạc là tìm cái nhạc nào nó không bị dính và dễ bị dính bản quyền đấy. Còn những cái nhạc mà nhạc anh em người ta làm để kiếm tiền ấy, nó hay dính bản quyền, người hay đánh. Con này công suất ở mét rất tốt các bác nhá. Bác nghe tiếng bát rất tròn đúng không bác?
thì đầu video em đã mở một bản nhạc không lời cho bác nghe thử cái chất âm của quả súp rồi. Và bây giờ thì các bác cũng có thể nghe một đoạn nhạc sàn. Tiếng bát đánh ngó tròn đúng không các bác? Đánh. Đấy em mở rất là to rồi nhá. Con đẩy 900 bát đánh mắc rất là to rồi, không có một chút nào vỡ tiếng luôn. Con này các bác có thể xem thông số của nó, RMS của nó lên đến 500W này. RMS là 500W này. Và cái giải tần của nó là 38Hz các bác nhá, 38Hz đến 150Hz. Giải tần chuyên súp rồi. Đấy, trở kháng là 8 ohm và độ nhạy của nó là 100 decibel. Đấy, độ nhạy 100 decibel thì các bác chơi an tâm lắm, đánh nó không bị hao công suất. Đấy, các bác có thể nhìn thấy thông số của nó đây. Đấy, độ nhạy 100 decibel luôn các bác. Công suất RMS là 500W. Đấy. Thì với những quả súp này các bác chỉ cần đánh con đẩy tầm 750W đến 800W là đánh ok rồi. Nếu còn khỏe hơn thì càng tốt. Đấy, ví dụ như em đang đánh con đẩy 900W thì khỏe hơn thì càng tốt. Các bác đánh đẩy khỏe thì tiếng ra nó bền con đẩy, có nghĩa là đánh ra nó không bị nóng con đẩy, đánh lâu nó không bị nóng. Còn các bác chơi gia đình thì cứ chơi 750 trở lên là ok rồi. Đấy, 750W trở lên là ok rồi. Con này form thùng cực kỳ nhỏ gọn các bác nhá. Con này form thùng cực kỳ nhỏ gọn luôn, em đo lại cho các bác, thì tối hôm qua em có đo rồi, nó nhiều bác chưa xem được livestream. Con này kích thước của nó là 60 phân chiều sâu. Đấy, chiều sâu rất là tốt. 60 phân chiều sâu và 45 phân chiều rộng. 52 phân chiều cao các bác nhá. 52 phân chiều cao, 45 phân chiều rộng và 60 phân chiều sâu. Đấy, thì con này thì kê ở chỗ nào cũng hợp lý. Anh em mà nhà rộng thì có thể chơi cả cặp. Con này trên có cặp loa các bác nhá, có thể sử dụng cặp loa để chống loa lên, rất là đẹp luôn. Đấy, form thùng nhỏ gọn, những cái này nó chỉ là bẩn thôi. Đấy, cái này bẩn hoặc là do nó gọi là hơi bị cọ sát vào nhau một chút thì gần như là anh em nếu như này anh em còn thích nhập nữa thì chỉ có sơn lại thôi. Đấy, anh em thích nhập nữa sơn lại thôi chứ còn nó không tránh được đâu các bác. Đấy. Em bao cho anh em là thùng vách không bể nở vỡ nứt một tí nào các bác nhá. Từ những cái đường chỉ đây này. Đấy, những cái hàng này hàng xịn người ta đều có kiểu như là các cái góc này là người ta đều là mộng âm dương cho nên là nó không bị dặn nứt đâu các bác. Đấy, nó không bị dặn nứt cổ đâu. Đánh phê lắm, tiếng bát đánh ra nó tròn, nó thùng ra nó... cái thùng rất quan trọng các bác nhá, thùng nó không bị phè hơi xung quanh thì nghe tiếng bát ra rất là tròn. Đấy. Thì cặp súp này em đang bán cho các bác giá là một chiếc các bác nhá, em báo giá một chiếc là 4 triệu bao ship toàn quốc cho các bác nhá. 4 triệu một chiếc bao ship toàn quốc cho các bác. Đấy. Còn anh em đến tại nhà thì giá là 3.800.000. Đó, quan điểm em bán hàng rõ ràng luôn. 3.800.000 này em bán giá tại nhà. Còn 4 triệu là em bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Đấy. Anh em nào thích giá bao ship thì là 4 triệu, còn anh em nào thích đến giá tại nhà thì là 3.800. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 các bác nhé. Và các bác em cũng nói rõ luôn các bác này, để khi các bác mua súp thì các bác lưu ý là cái quả súp này rất to, cước đi rất là nặng và bọn em phải đóng hàng rất vất vả. Các bác mua hàng cái cọc cho em trước 500.000, đến nơi các bác thanh toán số tiền còn lại, các bác cứ kiểm tra nhận hàng đúng cho em, ok chưa? Các bác cọc trước cho em 500.000 giúp em, bởi vì súp này bọn em không gửi khi không có cọc các bác nhé, các bác lưu ý như vậy. Đấy. Trừ là anh em gọi là đã mua hàng quá nhiều lần rồi thì không nói, còn các bác mà mua hàng lần đầu hoặc là các bác mà ở xa thì các bác cứ cọc cho em 500.000. Còn anh em mà gửi xe thì có thể cọc 100-200 cũng được. Tuy nhiên là đấy là như gửi nhà xe. Còn các bác gửi cốt thì cọc cho em 500.000 nhé các bác nhé. Rồi, video của em cũng xin phép được làm ngắn gọn tại đây thôi. Vì tối hôm qua em đã livestream rất là dài rồi. Ngày hôm nay chỉ lăng lại video để cho các bác có thể nhìn chi tiết cái tổng thể của quả súp này thôi. Đấy. Rồi, video xin kết thúc tại đây ạ. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Các bác đang xem này tặng em dù nút like các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh, các bác nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các cái sản phẩm tiếp theo của bên em. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.